Các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại kênh của mình. Các bạn ơi, và hôm nay các bạn sẽ cùng mình đi xem cô mình lại xúc đất đổ nền bếp nha. Đây các bạn này, mình đã xúc đất thế này. Đây này, cái gì? Xốp, từ xốp ấy. Đây là cái cát. Đấy các bạn ạ. Các bạn ơi, đây là một cái phần vuông này, cô mình sẽ đổ đất vào xong rồi là lấy cái gì nhỉ, đổ hết vào xong rồi là lấy xi măng chà vào đây, thế là sẽ xong nền bếp đấy các bạn ạ. Còn kia bây giờ là bên này vệ sinh với nhà tắm nha. Đấy, đây là đất từ xốp nha. Đấy các bạn. Mình quay cho các bạn nhìn rõ hơn đấy. Còn của để ra xúc đất thế. Đây mình sẽ cho các bạn ngó qua về nhà cô này nhé. Cô này tiệm thuê cô xí nhỉ. Quên mất rồi. Đây. Đây các bạn ạ. Kìa. Đây các bạn ạ, cô mình ấy đúng 14 phút mà cô bắt đầu từ nhiều chưa. Đấy, cô mình đã làm nhiều thế mà. Chắc được một buổi chiều là cô mình. Không còn một cái gì cơ, bây giờ lại xoang nữa nhỉ. Xoang ăn hết lên cái mắt này rồi này. Đây. Xoang đã chứ đâu, mấy ngày cô ấy về uống rồi. Cái lượng về uống rồi. Từ đấy giờ mùa này đang ra hoa. Có tí nạc đi ấy giờ cỏ nó tốt cũng tùm đi. Nạc có tùm tùm mà dùng cái phân hợp vun nó mà ra nằm được. Ngô ngoài bãi kia thì bỏ nhiều thì qua nhiều bỏ vun.
Đấy các bạn ạ. Cứ để nó mưa cho còn một cái chế một đôi ấy, xe thì chưa cháu nhà mình cũng làm nhưng mà xúc được bao lâu rồi mà cái sụa xe các bạn ơi, xe rùa này là cũng rất là tốt nha, là mùa 3-4 ta đùn đây một đau nặng vẫn đùn được. Okay.